Oops. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. It's me, đây là clip làm bánh bao. Công thức cũng như cách làm mình sẽ viết ở dưới description box. Bởi vì trong clip này mình chỉ mô tả các công đoạn thôi. Thì đây là lần đầu tiên mình làm cái món bánh bao này, cho nên cảm thấy là nó là khá là thành công. Chúc các bạn thành công nếu các bạn đang định làm bánh bao nhá. Mời các bạn đón xem video của mình ngay đằng sau này nhá. Bắt đầu. Đây là gì đồ anh biết? Đây là bánh bao tiền sử. Tại sao lại là bánh bao tiền sử? Nào có tiền tự xử. Thấy sao? Không có được mềm mấy. Không, anh chỉ cần khen là ngon thôi là được rồi. Thịt thì khá ngon. Mấy điểm? Đang cố nuốt. Còn đây một chầu bánh cho anh đây. Cố lên nha. Anh dự đoán là mình sẽ được 10 cái này. Đĩa này chỉ nhỏ, không ngửi được mùi, lại đang bị dị ứng phấn hoa.